Mùa thứ hai giải xe đạp quốc tế VTB Cup Tôn Hoa Sen với tổng lộ trình lên đến 1.618 km, 12 đội đua, trong đó tham dự sẽ tranh tài trên những cung đường đẹp nhất Việt Nam. Kỷ lục mới về số tiền thưởng lên đến 1.180.000.000 đồng. Giải xe đạp quốc tế VTB Cup Tôn Hoa Sen 2017 vòng quay lan tỏa. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.